Hôm nay em xin giới thiệu đến các anh em một chiếc đồng hồ Orange Star. Chiếc đồng hồ với dial mặt màu cam rất là độc đáo nha các anh em. Chiếc này là phiên bản giới hạn. Trên tay em là chiếc thứ 148 trên 500 chiếc. Bộ máy còn rất là mới luôn. Chiếc đồng hồ này là hầu như là ít đeo, rất là đẹp, rất là mới. Thì chức năng của chiếc đồng hồ này thì sẽ là có 3 kim giờ phút giây và lịch ngày gốc 9 giờ và có chức năng báo cót hay còn gọi là kim xăng nữa các anh. Nó sẽ nằm ở cái góc là từ 12 giờ đến 2 giờ và chiếc này là trừ cót được 40 tiếng nha. Dây này là dây em thay mới, khóa zin nha nè. Khóa zin Orange Star. Chiếc này rất là đẹp luôn. Bộ máy rất là đẹp. Bộ máy automatic và thấy được phần chuyển động bên trong của máy nha. Rồi, chiếc này em bán với giá là 5 triệu đồng. Các anh nào thích thì liên hệ với em số điện thoại là 09844 49844. Em xin cảm ơn, chào các anh.